Sợ nhất là điều đau bệnh nằm xuống không ai lo cho con. Nghe nói nhà còn bà nữa đúng không? Còn bà nội 74 tuổi. Trời ơi, vậy là một mình chị phải lo cho bà nè, lo cho hai đứa nhỏ nữa. Dạ. Có bao giờ kiệt sức vì điều đó không chị? Dạ có. Uống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Dạ em ôm chị một cái. Nào. Nghe mẹ tiếp. À, có bao giờ con nhìn thấy mẹ hay khóc thế này không? Dạ có. Mẹ khóc nhiều không con? Dạ có. Mỗi lần mẹ khóc thì con nói gì với mẹ? Con an ủi mẹ là đừng có khóc nữa. Chị ơi, mỗi lần mà thiếu thốn không có tiền lo cho hai đứa nhỏ đó, mình có biết chia sẻ cùng ai không chị? Chia sẻ với hai con thôi, nói là con cố gắng đi, mẹ chỉ cần có sức khỏe mẹ làm mẹ lo cho hai con. Trong cuộc sống thì chị sợ điều gì nhất nè? Dạ tôi sợ nhất là điều đau bệnh nằm xuống không ai lo cho con. Nghe nói nhà còn bà nữa đúng không? Còn bà nội 74 tuổi. Trời ơi, vậy là một mình chị phải lo cho bà nè, lo cho hai đứa nhỏ nữa. Dạ. Có bao giờ kiệt sức vì điều đó không chị? Dạ có. Như lúc đó thì điều gì động viên chị? Điều động viên là hai con. Hai con nó còn nhỏ quá, mình phải cố gắng lo cho nó chị ha. Nè Thái, mỗi lần mẹ làm mệt như vậy, con làm điều gì để động viên mẹ? Con làm việc nhà. Con làm việc nhà, con làm được gì nè? Nấu cơm, giặt đồ. Ồ, giỏi hả? Nấu cơm, giặt đồ. Rồi con làm gì? Dạ, con rửa chén, lau nhà quét nhà. Quá giỏi. Con nên nhớ rằng mẹ là trụ cột, là mẹ là niềm tự hào chúng ta, mẹ là động lực của chúng ta để chúng ta phấn đấu vươn lên, cố gắng nhiều hơn nữa. Thực sự là em rất là ngưỡng mộ chị. Cô rất là quý các con khi mà các con thực sự là rất là có hiếu. Từ trong những cái lời nói của các con thì em nghĩ rằng là cái sự có hiếu của các con cũng là sự bù đắp cho chị đúng không ạ? Và em thực sự nãy giờ em rất là trăn trở khi mà trên vai chị có gọi là bốn sức ăn đấy, và hai sức lớn như thế này, và một người già như vậy mà chị chỉ kiếm được có khoảng chừng 200 đến 250 một ngày, trong khi một tháng chỉ có 20 ngày, khoảng chừng 20 ngày là có công thôi. Thế thì bằng này người sẽ sinh hoạt như thế nào được? Em rất là mong muốn được nghe được cái mong muốn gần nhất. Thực sự em nghĩ là cái mong muốn gần nhất cái đã của chị là cái gì, để thực sự mà cá nhân em hay là mọi người có thể lắng nghe được và có thể chia sẻ với chị một cách sâu sắc hơn ạ. Mong muốn của tôi là có sức khỏe để làm lo cho hai con học hành đến nơi đến chốn ạ. Mơ ước vậy rồi. Dạ. Thế chị đã bao giờ đi khám sức khỏe tổng quát của chị chưa? Chưa. Thế thì gần nhất là em đưa chị đi khám sức khỏe tổng quát nhá. Em nghĩ cái đó vô cùng quan trọng, bởi vì rằng chị bây giờ cần phải mạnh mẽ nhất để mà có thể vững chãi lo cho các con. Thì ít nhất bây giờ mình mạnh khỏe cái đã, xong mình sẽ thoải mái tinh thần, mình sẽ nghĩ ra nhiều cái nó lớn hơn để mình có thể kiếm được thu nhập tốt hơn. Thực sự là em cảm thấy chị là một người vô cùng may mắn khi mà em xem một cái clip mà em thấy hai bé là cái người mà rất là hiểu chuyện và rất là tình cảm, rất là thương mẹ. Thực sự là khi mà hai bé nói rằng là hai bé có rất là nhiều những cái mong muốn, nhưng mà biết rằng là hoàn cảnh nhà mình rất là khó khăn, cho nên là hai bé không đòi hỏi vì không muốn mẹ mình khổ. Thực sự em nghe câu đấy em cảm thấy rất là thương hai cậu bé này. Em biết là hai cậu bé này là hai cậu bé rất là hiểu chuyện, và em tin là trong tương lai hai bé sẽ làm nên rất là nhiều chuyện lớn, vì dù rất là nhỏ nhưng mà đã biết rất là suy nghĩ cho gia đình của mình. Cho nên là em cũng rất mong rằng là sẽ có thể, bản thân em sẽ có thể giúp đỡ được hai bé, thì em cũng muốn mong muốn là có thể được nghe là nghe cái ý kiến của hai bé, xem là hai bé thực sự trong thời gian tới hai bé muốn cái gì, thì chú rất mong là chú có thể sẽ giúp. Con muốn cái gì hả Thái? Con muốn có xe đạp điện. Con muốn có xe đạp điện. Ok nè. Ok rồi, còn con? Con muốn có sức khỏe. Con muốn sức khỏe. Lo cho mẹ và bà nội. Trời ơi, đứt ruột không? Rồi con muốn xe đạp điện phải không? Đó. Đúng rồi, có xe đạp điện để con có xe để mà di chuyển, để con đi học nữa đúng không con? Ok, vậy thì chắc chắn là cái xe đạp điện đấy thì chú sẽ dành tặng con trong cái chương trình ngày hôm nay luôn. Nha. Quá đẹp luôn. Sẽ tặng cho Thái một chiếc xe đạp điện, thực hiện ước mơ của Thái luôn. Uống nhựa hoa sen hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.